Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến tông du bên Mexico về. Vì thế, trong bài huấn dụ buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Ngài đã chia sẻ với tín hữu vài tâm tình của Ngài. Nhắc đến biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor như kể trong phúc âm và áp dụng vào chuyến công du, Đức Thánh Cha nói: "Chuyến tông du mà tôi đã thực hiện những ngày vừa qua bên Mexico đã là một kinh nghiệm của sự hiển dung. Chúa đã chỉ cho chúng ta thấy ánh sáng vinh quang của Ngài qua thân mình giáo hội của dân thánh sống trên trái đất này. Một thân mình biết bao nhiêu lần bị thương tích, một dân tộc biết bao nhiêu lần bị áp bức, khinh miệt, xúc phạm trong phẩm giá của mình. Thật ra các cuộc gặp gỡ khác nhau đã sống tại Mexico đã tràn đầy ánh sáng. Ánh sáng của đức tin biến đổi các gương mặt và soi sáng đường đời. Trọng tâm chuyến hành hương của tôi đã là đền Thánh Đức Bà Guadalupe. Thinh lặng trước hình Đức Mẹ đã là điều tôi muốn trước hết, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi thực hiện được điều này. Tôi đã chiêm ngưỡng Mẹ và để cho Mẹ nhìn tôi, đấng mang trong mắt Mẹ cái nhìn của tất cả con cái Mẹ và tiếp nhận các khổ đau vì các bạo lực, bắt cóc, giết chóc, ức hiếp, gây thiệt hại cho biết bao nhiêu người nghèo khổ và biết bao phụ nữ. Guadalupe là đền thánh mẫu được nhiều người kính viếng nhất thế giới. Từ toàn châu Mỹ, tín hữu tuấn đến cầu nguyện, nơi Đức Trinh Nữ Gia Ngâm đã hiện ra với thổ dân Juan Diego, mở đầu cho việc rao truyền tin mừng của đại lục và cho nền văn minh mới của nó, hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa khác nhau." Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đó chính là gia tài mà Chúa đã giao cho dân nước Mexico, giữ gìn cái giàu có của sự khác biệt, đồng thời biểu lộ sự hài hòa của đức tin chung, một đức tin ngay thẳng và mạnh mẽ, được kèm theo bởi một sức sinh động và một tính nhân bản lớn. Cũng như các vị tiền nhiệm của tôi cũng đã đến để củng cố đức tin của nhân dân Mexico, đồng thời cũng để được củng cố bởi đức tin ấy. Tôi đã thu lượm được đầy tay món quà này để nó sinh lợi cho giáo hội hoàn vũ. Một thí dụ sáng ngời của điều tôi đang nói được trao ban bởi các gia đình. Các gia đình Mexico đã tiếp đón tôi với niềm vui như là sứ giả của Chúa Kitô, mục tử của toàn thể giáo hội. Tới phiên họ, họ đã cho tôi các chứng tá trong sáng và mạnh mẽ, chứng tá của đức tin sống động, của đức tin biến đổi cuộc sống, và điều này xây dựng biết bao gia đình Kitô trên thế giới. Người ta cũng có thể nói cùng điều này cho giới trẻ, cho các người sống đời thánh hiến, các linh mục, các công nhân và các tù nhân. Vì thế tôi cảm tạ Chúa và Đức Trinh Nữ Guadalupe vì ơn này của chuyến hành hương. Ngoài ra tôi xin cảm ơn Tổng thống Mexico và các giới chức dân sự về sự tiếp đón nồng nhiệt. Tôi cũng hết lòng cảm ơn các anh em trong Hội đồng Giám mục và tất cả những người đã cộng tác trong nhiều cách cho chuyến viếng thăm này thành công tốt đẹp. Nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Chính Thống Kirill, Đức Thánh Cha nói, một lời chúc tụng đặc biệt chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì đã muốn trong dịp này cho cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Moscow và của toàn nước Nga là người anh em Kirill thân mến của tôi xảy ra tại Cuba. Một cuộc gặp gỡ đã được các vị tiền nhiệm của tôi ước mong biết bao. Cả biến cố này nữa cũng là một ánh sáng ngôn sứ của sự phục sinh mà thế giới ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Xin Mẹ Thánh của Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Đức Bà Kazan mà Đức Thượng Phụ đã tặng tôi một bức icon vẽ trên gỗ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Amen.